Hiếu Phan Vlog gửi lời chào thân thương và trân trọng nhất đến với cô chú anh chị và các bạn trong cũng như là ngoài nước ạ. Gặp lại tất cả quý vị ở video hôm nay, Hiếu rất là vui. Cho Hiếu được xin kính chúc cho quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc và thành công hơn nữa trong công việc cũng như là cuộc sống ạ. Thì đến với cái video hôm nay, Hiếu xin chia sẻ một số thông tin cho quý vị được biết. Và trong những cái thông tin này có liên quan đến Diễm My nữa thưa quý vị. Thì trước tiên để nói về câu chuyện của Diễm My, nói về cái căn phòng mà em bị ám ảnh trong suốt những ngày tháng mà em ở nhà, thì trong cái đoạn video clip này mẹ Diễm My sẽ là người trình bày cái sự việc khi mà em còn ở đó. Và trước tiên là cho Hiếu được thông báo cho quý vị được biết một cái thông tin rất là vui đối với fan Thiền Am. Thì những ngày vừa qua thì quý vị cũng đã biết là những cái chuyện lùm xùm giữa Thám Tử Cao cũng như là Toán Trần nó tràn lan ở trên mạng xã hội. Thì cái thông tin mà Hiếu cập nhật được từ cái trang kênh là Xóa Điểm Mù, đây là cái kênh của Thám Tử Cao, em tên thật là Trường Giang thưa quý vị, thì cũng đã đăng video clip dài hơn khoảng 3 phút thì có nói và đính chính lại cái sự việc cũng như là xóa bỏ tất cả những cái video clip mà nói về Toán Trần. Thì theo những gì mà em Thám Tử Cao chia sẻ thì nói là không phải là xóa những cái video clip này sợ cái gì hết, mà là muốn an tâm để tập trung vào những cái việc khác, giống như là những cái chuyện mà em ấy đi điều tra để tìm rõ nguyên nhân cái sự việc mà từ bấy lâu nay Thiền Am bị oan ức. Nó tìm những cái bằng chứng xác thực nhất để mà minh oan đòi lại công bằng cho Thiền Am. Thì em cũng đã xóa cái những cái video mà nói về Toán Trần. Thì qua cái sự việc này thì Hiếu cũng hoan nghênh Thám Tử Cao dám làm, dám chịu. Đó là một chính nhân quân tử thì Hiếu rất là thích. Và Hiếu cũng mong rằng bạn Toán Trần và bạn Thám Tử Cao hãy bắt tay nhau mà cùng có cái tiếng nói chung, đoàn kết lại để chúng ta có được một cái sức mạnh thực sự để mà chiến thắng ở trong cái cuộc chiến giành lại công bằng và lẽ phải cho Thiền Am trong thời gian sắp tới. Thì như quý vị cũng đã biết, thời gian sắp tới sẽ còn rất là nhiều điều gây go, và ở những cái giây phút này đây thì chúng ta cũng đang chờ đợi cái vụ việc, cái phiên tòa tiếp theo để xử những cái vụ án có liên quan đến Thiền Am, như là cái vụ đưa Thiền Am đi cách ly và cái vụ 50 người xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Thì Hiếu rất cần Toán Trần cũng như là Thám Tử Cao hãy đoàn kết và bắt tay nhau để lo lắng và tập trung để tìm ra những cái manh mối bằng chứng mà có đủ cơ sở để mà tố tụng những cái vụ án này, đúng không ạ? Thì tất nhiên là trong cái câu chuyện nào, trong cái việc làm nào cũng như là trong cái cuộc chiến nào cũng phải có người nơi tiền tuyến và cũng sẽ có người nơi hậu phương. Thì muốn tiền tuyến vững mạnh thì hậu phương phải là người có cái tiếng nói của mình để đôn đốc cũng như là đóng góp, có những cái lời lẽ khen ngợi gì đó cho những người ở tiền tuyến, họ đi tìm những cái manh mối bằng chứng đó cũng như là giáp mặt với quân thù, thì nó sẽ làm cho cái cuộc chiến đó của chúng ta nó sẽ được mạnh mẽ và hoàn mỹ hơn, có cái chiến thắng thành công hơn, đúng không ạ? Thì qua cái sự việc mà Thám Tử Cao làm thì hoan nghênh em ấy, đúng không ạ? Thì cũng rất mong là bạn Toán Trần hãy hiểu và cũng đồng cảm với quý vị khán giả yêu mến Thiền Am, chấp nhận cái việc làm của Thám Tử Cao. Đó là cái thông tin vui mà Hiếu muốn chia sẻ cho quý vị biết là Thám Tử Cao đã làm những cái việc là như vậy đó. Và Hiếu cũng mong rằng là từ đây về sau, chúng ta nếu mà ai yêu thương Thiền Am thì cũng nên là đoàn kết, có cái tiếng nói của mình mạnh mẽ hơn, cũng như là truyền tải lan tỏa cho nhau những cái gì tốt đẹp nhất cho Thiền Am, cũng như là cái cách cư xử của chúng ta ở trên cộng đồng mạng nó có văn hóa và lịch sự hơn. Và tiếp theo là nói về cái việc mà của Diễm My thưa quý vị. Thì trong giây phút này đây thì chúng ta cũng không biết là Diễm My đang ở đâu đó. Từ khi mà em thoát ra khỏi nhà thì chúng ta chỉ là gặp một vài lần, mà gần đây nhất là chúng ta thấy được Diễm My đó là khi em đến Thiền Am. Còn những lần trước là chúng ta chỉ xem ở trên YouTube mà em đã đăng tải những cái video clip, là cái mục đích là tố cáo những việc làm cha của mình, cũng như là viết những cái lá đơn đó để gửi lên Thủ tướng Chính phủ nhờ các vị lãnh đạo cấp cao của đất nước để vào can thiệp mà giải cứu cho em.
đó. Và cái thời gian gần đây thì chúng ta cũng thấy là bà cô âm tính, cho nên là cũng không biết là Diễm My ở đâu. Nhưng mà trong cái đoạn video clip này, Hiếu muốn cho quý vị xem lại cái căn phòng mà ám ảnh của Diễm My, ám ảnh cái tư tưởng của em nó trong những ngày tháng mà em ở đây, cho nên là em không có chịu đựng được, em phải bỏ trốn ra khỏi nhà thưa quý vị. Thì đây là một trong những video rất là hiếm hoi, không biết là quý vị đã xem chưa, cho nên là Hiếu muốn cho quý vị xem thử coi là bà Mai mẹ của Diễm My nói như thế nào nhé. Và em từ căn phòng đó nhảy xuống cái nhà bên cạnh để mà giải thoát lúc đó là khoảng bao nhiêu mét? Theo Hiếu nghĩ thì nó là 3 mét như những gì bà Mai chia sẻ, cũng như là những cái việc mà như quý vị cũng đã biết là trong cái video này là bà Mai lúc nào cũng nói là thương Diễm My, một tiếng cũng thương Diễm My, đau xót là thương Diễm My rất là nhiều. Nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại này đây thì bà ta đã lên tiếng cùng với ông Thắng là từ mặt Diễm My rồi thưa quý vị. Nhưng đó là chỉ lời nói chứ không có giấy tờ để mà hợp pháp về cái việc mà chứng thực là bà ta đã từ mặt Diễm My hay chưa. Đó là trên cái lời nói của bà ta thôi, thì chúng ta tạm tin là như vậy. Thì qua cái video clip sau đây thì quý vị sẽ biết được cái sự việc nó như thế nào. Thì mời quý vị cùng xem cái đoạn video clip sau đây ạ. Thì khi xem video thì Hiếu cũng rất mong là quý vị khán giả chúng ta hãy để lại cho Hiếu một đăng ký, và cũng nhớ là bấm chuông để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo mà Hiếu truyền tải cho quý vị được biết, cũng như là like và chia sẻ để ủng hộ cho tinh thần của Hiếu ngày càng mạnh mẽ hơn, để cùng với quý vị khán giả đi đòi lại công bằng lẽ phải cho những người thấp cổ bé họng. Như quý vị, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và mời quý vị cùng nghe cái đoạn video clip sau đây ạ. Phòng của Diễm My đó cô. Phòng như vậy này, thằng ba cứu giùm. Trên phòng đẹp quá trời mọi người. Tại vì bây giờ nó muốn cái gì của cái đó à? Nó muốn đây này, muốn tivi mới mua tivi. Vâng. Nó chiều cho nó chiều là để cho giải stress. Đó. Thì mẹ nó là hàng ngày là hát chay, hôm nay hát karaoke chay. Thì không ngờ là sáng nay nó nói là mẹ ơi mày lên mở được mở cửa cho con giặt đồ với mẹ với. Thì mở cửa mới vừa mở, nó ở đó nó giả, nó ở ngoài sân thượng nó giả ai nhà đâu mà nó lát cái ghế đỏ đó, nó kê lên nó thốt cái từ cao 3 mét mà thốt qua cái mái nhà, cái mái nhà xong rồi cái nó đi đâu mất bao giờ, ở dưới chị ở dưới ăn cháo thì lên phát hiện là nó đã đi rồi. Thì nói chung là chị có một đứa con gái đó thôi, chị lo cho nó chứ về giờ chị có thể nói với mọi người là có thể hỗ trợ giúp đỡ gia bây đình. Giờ là mẹ của Diễm My là hết sức là đau khổ, bây giờ chị tất cả không biết nói là gì hơn, chị tấm lòng của người mẹ là Diễm My á, là Diễm My đang hoảng loạn và đam mê một con đường không có đúng, không đúng đắn, đam mê một con đường sai lầm từ ngày bỏ nhà ba tháng đi đi theo tỉnh thất bồng lai đó. Và cái sai lầm đó mới chưa nhận ra được, mẹ cũng đã từng tâm sự rồi mà mới chưa nhận ra được, cứ nói rằng là chỗ đó là chỗ đó là tài năng giỏi, tu mà tu theo nghệ thuật tài năng giỏi, thì mẹ có nói rằng là con nói sai rồi, nếu tu á thì đâu có cần giỏi dở mà tài năng làm gì, tu thì phải tĩnh tâm chứ, tu mà con nói rằng là chỗ đó là nó thức thức chân hài, nó tiền nhiều lắm mẹ, rồi hát thôi nó làm cũng tiền nhiều lắm, cho nên mẹ không biết ở trong đó là mấy thầy giỏi lắm, mấy thầy là dạy hát hò nè, rồi mấy thầy làm mọi chi trên YouTube đó, kiếm tiền bằng YouTube đủ thứ hết. Thì chị người người mẹ em nào cũng sáng suốt với tâm sự nói cái đó là sai, nếu con đi tu là con nên đi tu những cái chỗ yên tĩnh, đã xác định đi tu rồi thì không có cần lợi danh tiền bạc, mà ở đây á là mẹ nuôi con dương sức, không có cần mà tới đó để làm vấn đề gì, nó cho hàng ngày hỏi nó hàng ngày làm gì thì nó nói là trong chùa cho trí cho nó là một công việc là đút cho chú Tiểu ăn là xong là thôi, thôi muốn làm gì làm tự do lắm, còn nếu mà con nói như vậy thì tự tu cái gì, thì ở trong đó người ta nói tu là không cần tụng kinh có bỏ, tu mục đích rằng là rèn luyện cái tài năng giỏi để thi các cuộc thi kiếm tiền, mà ăn cũng ăn mặn luôn, ăn mặn luôn ở trong đó, ăn mặn theo chú Tiểu về ra con ăn mặn luôn hoàn toàn là bé không tu, bé không có hề tu gì hết mà đi theo nguyên nhân gì mà lạc lõng. Phòng của Diễm My đầy đủ trang thiết bị không luôn, có thiếu gì một cái đồ gì ăn này. Thiếu gì con quay luôn ở đây nè, tất cả nói chung là chị lo đầy đủ không thiếu đây là cửa sổ là gì, đây là cửa sổ,
mà bé từng mở cửa ra ngắm đó. Xong rồi đồ đạc là nó mới văng ra để đi á, cho nên không có sắp xếp vì là quảng loạn quá. Rồi đồ ăn thức uống rồi trong phòng đầy đủ luôn á. Áo quần á thì vẫn còn nguyên, xếp vừa gọn, không có đem theo cái gì hết. Áo quần đủ luôn, áo quần vẫn còn nguyên. Cuộc sống của ai cũng thì mơ ước này. Cuộc sống này là đã từng nói với bé là không có ai có đâu nghe con, mình nó vẫn vô dạ rồi, vẫn dạ rồi hết. Nhưng mà cái nỗi lòng của cha mẹ là đau khổ khi nó gặp cái nhóm người này không tốt mà làm cho bé hoảng loạn trong suốt 3 tháng. Đến buổi tối ngủ cũng được hả? Đến khi buổi tối về cũng ngủ không được mà la hét biết. Đó. Làm mẹ cũng ngủ không được mà chị là người là mẹ với My theo suốt trong 10 ngày vừa rồi đây. Riêng My. Mà bé đã từng nói rằng là con hứa với mẹ không đi được. Vì cái chỗ đó không phải là cái chỗ tu mà chỗ đó là tài năng này nọ thôi. Con hứa với mẹ không có đi đến đâu, nhưng mà chỗ đó chỗ tài năng lắm. Con nói với mẹ vậy đó. Cô, thì trước khi Diễm My bỏ trốn thì có nói gì với cô? Có nghĩa là... Không nói một gì hết. Có nghĩa là hai mẹ con có tâm sự thân thiết để làm đánh lạc hướng không? Tin rất lâu, đi cái chuyện 3 tiếng đồng hồ lắm, mà mẹ kêu hoài à. Mà không, mỗi lần mà đụng tới người bé là bé không cho, bé nói đừng có đụng tới người bé. Mẹ My nói là mẹ đừng có đụng tới người con, cho nên đâm ra là mẹ không xét được trong người là có cái gì. Đụng tới là bác nói rằng là mẹ đừng có đụng người con, thì bây giờ người mẹ bao giờ cũng chiều con, không dám đụng thôi, để cho bé ngủ ngon. Mà cái phòng này bình thường là khóa cửa luôn không? Bình thường thì chị với nó sinh hoạt, ba nó dưới. Nhưng mà bé muốn đi với bên đây là bé đánh trong khoảng 2 ngày ra rồi. Bé xin là nấu ăn nấu uống chung, bé xin nhặt đồ chung. Đây, nhảy cái đường nào đâu cô, đi cái đường nào. Thì bây giờ để chị nó mong muốn một người mẹ. Thì bây giờ là người mẹ, cho dù bé chưa hiểu nhận ra cái sai đó, nhưng mà một người mẹ rất là thương bé, rất là yêu bé, vì bé là một người hoạn nạn, lâm vô một cái cảnh là khi gặp cái nhóm này trong vòng 3 tháng, rủ đi 3 tháng này, mới tỏ vẻ ra, mới là cái tinh thần không hiểu biết gì tới gia đình nữa. Chứ không phải là biết bé không biết là có tiền, có bạc, bé không biết đâu. Nhưng mà cái quán giải của bác không thể nào mà bác hiểu được cái chỗ đó, nơi đó như thế nào. Bác chưa tin. Cho nên là chị rất đau khổ mà chị rất thương nó. Thương bé rất nhiều. Khi bé hoạn nạn mà bác nói những cái lời đó mà không thương cha thương mẹ, ảnh hưởng mà phản đối cha mẹ, thì chị càng thương. Chị càng thương là bác nó bị hoạn nạn chứ không phải là nó muốn. Vì trước kia bác rất là một người quan hệ.